Bắt đầu. Vừa rồi là một cái đoạn video em test cái máy này cho anh Cường ở Ninh Bình. Đó. Máy này là hu tàu nhá bác. Hu tàu. Bác ấy hỏi có bộ xi lanh của nòng piston bạc của 365 không? Thì đây em để luôn cho bác một cái máy này, máy chạy thì ok. Đó. Cái này là em bán phụ tùng thôi nhá, em chỉ bán phụ tùng thôi, mà để luôn cho bác tay cầm không có bị gãy, ốp giật còn ngon, côn chuông còn ngon, tay thắng. Đó. Tay thắng đây là cái tay thôi nhá, còn thắng là không hoạt động, giá cực kỳ mềm, giá bèo nhèo, giá phụ tùng thôi. Chỉ là giá phụ tùng thôi nhé. Nếu ngày thường mà anh mua thì nó sẽ không có cái giá này đâu, nó sẽ rẻ hơn. Nhưng mà do đợt này là Tết, chuyển hàng đi là em phải ship hàng nhanh, ship hàng nhanh thì mới nhận được trước Tết. Anh Cường có đặt cọc rồi, trục giật ok, nòng ok, được ok, tay thắng. Nói chung là mình lấy phụ tùng thì cái giá mà 1 triệu thì quá là rẻ rồi. Anh đi mua được cái bộ lửa nòng và bộ chuông côn là đã biết bao nhiêu tiền rồi. Cái dên nữa, bộ lốc, còn những thứ khác em không nói nhé. Anh em được vào đây chém là đắt rẻ như thế nào, anh em cứ đi mua cầm một triệu, anh em đi mua ra ngoài mua phụ tùng để thay cho con Huvana xem là nó là bao nhiêu. Đó,
Em vừa mới cắt khúc cây đó. Chiều nay thì em sẽ gửi hàng đi cho anh Cường chuyển nhanh, tại vì anh Cường là lấy cái máy này là giá trị nó nhỏ, em chuyển nhanh đi được. Thì nó chỉ là cái máy tàu thôi, máy tàu để phụ tùng thôi, chứ còn về thì nói chung là thay vào cái máy của anh thì ok. Chứ em không nói là cái máy này anh về anh bán để cho anh cái giá này, là bán để anh sử dụng nhé, bán để anh lấy phụ tùng. Tính ra trừ ship ra thì cái máy này nó không tới 100 1 triệu đâu, 100.000. Đó, cái giá em báo trên Cường đó là máy đã báo cả cái phí vận chuyển, chuyển là chuyển nhanh luôn nhé, chuyển nhanh cho anh, chắc nó khoảng tầm 2 ngày là tới, ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt, chắc trong ngày mốt là anh sẽ nhận được. Thì nói chung á là cái máy này thì được bộ vỏ này, bộ vỏ ốp giật, tay tay cầm nhôm, tay thắng, lửa. Nó chỉ xấu cái đoạn này này, đoạn này máy đè này, à cây đè này, này bị cây đè, không có công tắc. Cần e thì đã chế lại, anh em đừng vào đây chém gió là máy nát máy kia như này kia nhá, vì máy này là máy phụ tùng, em đảm bảo là cái nòng còn ok, tại vì anh Cường đã xem rồi đó. Máy này nó không có lam xích nhá. Máy lam xích này là cái lam xích của một cái máy nhỏ em gắn vào để em test. Em gắn vào để em test thử cái máy còn chạy ok hay không cho anh Cường thôi. Không có gì ngoài cái lời chúc anh Cường và gia đình và các bạn đang xem video, lời chúc sang năm mới, chuẩn bị sang năm mới rồi, đón một cái Tết, chuẩn bị đón một cái Tết thật là vui vẻ, ấm áp bên gia đình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và nhớ đăng ký, like, subscribe kênh của mình. Nếu mà ai cần liên hệ với mình thì cứ liên hệ qua số điện thoại 0917 207 718. Mình là Toán, mình ở Đắk Lắk nhé. Phụ tùng, máy phụ tùng cho anh Cường ở Ninh Bình. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bác trong những cái video sau. Máy phụ tùng mà vẫn còn chạy ok, cắt ok, có cái bơm nhớt là nó có lúc không thì giá bèo nhèo máy phụ tùng, trừ tiền ship ra thì có mấy trăm nghìn thôi. Giờ đi mua phụ tùng ngoài và ráp lại thành một cái máy thì nó hơi nhiều đấy. Nếu mà máy đồ đạc mà hư hỏng đi sửa chữa, đi mua cái trục giật này không là tiền không rồi này, tay thắng là tiền không rồi. Đó, mấy chục ngàn cả trăm ngàn cái tay thắng, ốp này, bộ vỏ này, hai cái nắp xăng này, bộ lửa, bô thì xấu, nòng nòng cái đấy nó có cái số này. Nòng có số 7.
số 7 trên. Cái cổ hút này không là cũng mấy chục nghìn đúng không? Cổ hút của nó là cổ hút vuông nhá. Cổ hút vuông mấy chục nghìn đấy. Chung là máy về làm phụ tùng thôi. Xài thì đảm bảo là cái nòng ngon. Nòng ngon. Nòng chưa có một vết chảy xước này. Chào các bác nhé.